Quý vị thân mến, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Cần Đước lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Cần Đước, chùa Phổ An, số 15, ấp Long Thành, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vào ngày 29 tháng 1 vừa qua. Đại hội đã nhất trí báo cáo tổng kết của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đước nhiệm kỳ 9 2019-2021 và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 10 2021-2026. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đước nhiệm kỳ 9 đồng thời tuyên bố mãn nhiệm trước sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cùng chủ tọa đoàn. Đại hội cũng nhất trí giới thiệu và tín nhiệm suy cử 14 vị do Ban trị sự nhiệm kỳ mới 2021-2026. Theo đó, Đại đức Thích Trí Minh làm trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đước. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự đồng thuận của chư tôn đức chứng minh và đại biểu tham dự đại hội. Ông Nguyễn Văn Bảy, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước phát biểu ghi nhận những thành quả xuất sắc mà Ban trị sự nhiệm kỳ 9 vừa qua đã đạt được, mong muốn tân Ban trị sự nhiệm kỳ 10 sẽ tiếp nối các thành quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước để hướng dẫn cho tăng ni và tín đồ Phật tử luôn giữ gìn truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện đúng chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định, xây dựng giáo hội huyện nhà ngày một vững mạnh và phát triển. Nhân đại hội, Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã tặng khánh vàng, hoa chúc mừng tri ân chư tôn đức lãnh đạo Ban trị sự nhiệm kỳ 9 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và tặng bằng khen đến tập thể cá nhân chư tôn đức trụ trì các tự viện trong huyện tích cực tham gia làm tốt Phật sự trong nhiệm kỳ. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Minh Thiện, ủy viên Hội đồng trị sự, phó trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tán dương các thành quả cao quý mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cần Đức nhiệm kỳ 9 đã đạt được. Sách tấn chư tôn đức tân Ban trị sự nhiệm kỳ 10 nỗ lực kế thừa truyền thống mà chư tôn đức tiền nhiệm đã đạt được, làm lộ trình phát triển cho các hoạt động Phật sự sắp tới. Hòa thượng đã thay lời Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An chúc mừng tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Hòa thượng nhắc nhở chư tôn đức trang nghi, quý Phật tử không lơ là, cần tích cực tuyên truyền để mọi người cùng nhau chống dịch, đón mừng xuân mới, bình an, hạnh phúc.